Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay em đăng sản phẩm này lên giới thiệu với mọi người nha. Hôm trước có khách hẹn cọc mà không cọc, nên hôm nay em đăng lên bán lại nha anh chị. Chất liệu là gỗ cẩm phèo nha. Hai cái này thì là cùng một phôi em cắt ra. Một cái là em làm cái rương để đựng đồ, một cái là em làm chiếc hộp đựng giấy nha anh chị. Đó. Giờ em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem. Đó. Hôm trước khách hẹn cọc nên là em cũng ít đăng lại, vừa em đăng có đúng một lần à. Nay em thấy để lâu quá thôi, quyết định đăng lại lần nữa. Đó. Hàng cẩm phèo này là hàng chất chơi và hàng sưu tầm nha anh chị. Phôi gỗ này cũng rất là khó có, lâu lâu mấy cái hàng phèo anh chị. Đó. Nó mới có hàng phèo thì nó sáng. Được cái anh chị chơi mấy cái hàng phèo á, là cái chất và vân màu nó cứ sáng mãi, nên không phải lo. Và cái hàng phèo ở đèn nó vân thì nó rất là tuyệt vời. Đó, đây là cái rương. Những cái chốt và cái wire này em mặc định nha, bởi vì em chưa có mẫu nào hay, em chỉ lên mặc định như thế này thôi. Còn nhiều khách yêu cầu có thể là wire sắt, rồi là cái này thay đổi khác, hoặc là cái này thay thành móc khóa khác, thì em vẫn làm được nha anh chị. Chỉ cần anh chị thiện chí thì mấy cái này em xử lý được hết. Cái này là em làm mặc định để cho nó có hình ảnh để em lên sóng thôi. Rồi, còn phía dưới cái rương em cũng bắn mấy con cao su nè để cho nó êm. Đó. Mình di chuyển nó không bị xước mặt. Đó. Nhiều cái chi tiết nhỏ nha, nhưng mà rất ít người làm rương họ chú ý lắm nha anh chị. Đó. Còn vân màu về chất cẩm phèo Gia Lai này thì anh chị khỏi phải bàn cãi rồi, hàng sáng màu và gọi là hàng nghệ thuật độc đáo luôn. Đó. Như mấy cái này anh chị không thích cái wire này thì làm hai cái wire bên này thì vẫn được, cái này tháo ra nó em chích lại vẫn thoải mái, vẫn không có vết. Đó, vân veo thì tuyệt vời nha anh chị. Đây, trong lòng của nó đây. Đó. Quá đẻ luôn hả, cẩm phèo này hàng gọi là hàng chơi mà mấy khi có phôi để làm luôn anh chị. Sạch thoải mái nha, không lo bung. Còn cái đây là em còn phô của nó, em làm được một chiếc hộp giấy luôn. Cái hộp giấy này thì vân veo rất là tuyệt vời luôn. Hàng này thì khỏi phải suy nghĩ anh chị, hàng chơi mà. Muốn chất vân sáng thì cứ chơi cẩm phèo. Hàng vân là tuyệt vời nha. Anh chị có nhu cầu thiện chí chung chơi mấy cái hàng độc lạ này thì liên hệ em sớm nha, giá cả vừa phải cho anh chị chơi thôi. Rồi. Có gì anh chị cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo em nhé, trao đổi thêm. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tin.